nó đi. Song Hỷ xin kính chào ông bà, cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại thành phố Châu Đốc và nơi mà Song Hỷ đang đứng là Bồ Đề Đạo Tràng. Thì sáng nay thì Song Hỷ cũng trước khi mà đi khỏi Châu Đốc thì Song Hỷ cũng có một cái video mà để mà lan tỏa yêu thương của chùa Hoa Nghiêm ở Mỹ gửi đến tất cả các cô chú anh chị trong thành phố Châu Đốc những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, một đồ món ăn giống như là như vậy, là gửi về cho Song Hỷ là 200 đô để mà có thể là mua làm những cái hộp cơm, hộp mì gửi đến tất cả các cô chú. Đây là hộp mì, còn gọi là mì chay nha cả nhà. Đó. Và sau khi mà phát xong thì Song Hỷ sẽ phóng sanh, sẽ đi mua cá để phóng sanh. Còn đây là cô Nhàn là một cô cầu nói của Song Hỷ, là cầu nói để mà Song Hỷ có thể là cũng là cầu nói để mà phát những cái phần quà này đến tất cả các cô chú anh chị tại thành phố Châu Đốc. Thì bây giờ thì Song Hỷ sẽ sẵn sàng để mà mình phát 200 hộp này. Đó, bây giờ thì có các cô chú là đang đợi sẵn, nên là trong thời gian đó thì Song Hỷ không muốn mà các cô chú đợi hơi lâu. Bây giờ sáng này thì cũng 7 giờ mấy rồi, giờ này cũng tới giờ ăn sáng rồi, nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu nha cô nha. Dạ, mình bây giờ mình bắt luôn đầu luôn đi cô ơi. Dạ, cứ đi cho mấy người. Dạ, mình... Cô... Ừ. Cô bao nhiêu hộp vậy cô? 3 hộp, 3 bà cháu. Nhưng mà con không có cái hộp to, không có cái con không có bọc to nha cô. Dạ, để vô đây cái rồi lại đưa cho nó ăn nhau. Dạ, rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ giùm con, tại vì một người là một hộp thôi cô, trước tiên đi cô, tại vì ở đây còn nhiều người quá. Nên là con bây giờ là phải phát từ từ. Hai hộp thôi má. Hai hộp đây đợi đây. À, anh xếp anh càng xếp hàng hả? Giùm em nha. Tại vì số lượng cũng ít đó cô, đợt này con làm cũng hơi ít nên là mỗi người lấy vừa. Dạ mình xếp hàng giùm em nha, tại vì có các cô đi sớm. Dạ anh chú xếp hàng giùm con nha, tại vì cho mấy cái cô đi sớm trước. Dạ cô ơi, cái này có số lượng tại vì cũng còn nhiều người á, nên là cô nhận giùm con ít hai hộp nha. Dạ giờ chưa sáng hay chị không vậy? Dạ mình đi vòng qua bên đây giùm con luôn nha cô. Dạ đó chị, nếu mà hai hộp như vậy em phải nghĩ là không có đủ cho cái số lượng đó, nên là bây giờ con chỉ hai hộp. Dạ chú xếp hàng giùm con một đường nha cô. Có một hộp thôi con. Bây giờ là con chỉ là phát một hộp một người một hộp thôi, duy nhất một người một hộp thôi. Còn mà ai mà muốn xin lại thì người đó đến, chứ mà con giao nhiều quá không được, tại vì số lượng này các cô chú còn đông lắm. Dạ tí xíu nữa anh quay lại giùm em nha, tại vì cho hết một lọc này. Thư phẩm đi em. Dạ để thư phẩm đi chú. Bao nhiêu hộp? Nhờ 200 cái hai hộp rồi. Dạ cô. Cái này là bút ta đó gì? Cô ơi nhờ cô nhờ xếp hàng giùm con một hàng, tại vì giờ tôi ngày này cho xin một hộp. Thầy đứng ngoài xếp hàng. Dì xếp hàng giùm con, không giảm giùm con nha. Nói chung thì ai tới trước thì xếp hàng. Dạ đúng rồi, ai tới trước thì người đó nhận trước. Tại vì còn rất nhiều công chú. Không có người lại sao lại có trước thì nó hơi kỳ. Cô bán tới chiều nhưng mà con sợ là cái này cô để lâu quá là nó sẽ hư á. Anh ơi anh xếp hàng giùm em nha. Tại vì dạ con gửi chú nha. Có hai hộp cho con. Dạ. Hai hộp cho con. Cô này cho là chị không dám, chị không quyền. Anh ơi anh lấy thì anh xếp hàng giùm em nha. Cô xếp hàng giùm con. Xin ba người kia tôi đứng lại. Cái trên xin hộp cho chị. Dạ chị xếp hàng. Dạ mấy cô mấy chú xếp hàng giùm con đi rồi con mới phát được. Mình đến sau đó chị. Dạ mấy cô không cảm giùm con đi, ai đến trước người đến thì nhận trước. Cho hai người bên kia.
hai người đứng kia kìa. Dạ, dạ. 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 Cô đợi giùm con chút xíu. Mà lại mà đứng theo hàng đi xin hai hộp. Bây giờ mấy cô đứng xếp hàng giùm con đi, đừng đứng ngay đây giùm con. Dạ cô. Chị đứng sao rồi cô. Dạ mấy cô đứng xếp hàng giùm con nha. Để xin hai hộp. Cho các anh đó đi. Dạ cô được. Cho chị chú nha. Rồi. Anh xếp hàng giùm em đi, anh xếp. Rồi anh đợi em tí xíu. Đây. Chú mấy hộp đây. Có 3 hộp. Trời ơi, đã có rượu má tới đâu ai. Hai hộp. Cho 3 hai hộp chứ chờ rồi tới đâu ai. Có 3 hai hộp. Gì hả? Cho cô chú hai hộp rồi đi. Dạ đợi con. Dạ đợi con tí xíu, đợi con tí xíu. Quay ra vậy nè, sao không quay vô đi chị. Có bao nhiêu hà có thịt bò nổi tới nhất châu đốc không quý vị? Dạ cô ơi, hai tối đa hai hộp giùm con nha. Dạ cô đợi con tí xíu, chậm giùm con tí xíu nha. Khoan để con gửi cho chú này. Giờ con gửi cho chú. Chú hai hộp hả? Cảm ơn nhớ. Dạ. Chú là xe bán vé số lưu động luôn. Dạ chú. Con gửi cho chú nha. Dạ cái này là hôm nay là đồ chai nha các chú. Rồi ok con. Rồi. Đi mới trả lời chứ phụ. Nè lại chứ trả cho anh Tân trước. Cô là cô nhường cho mấy con trước. Cô nhường cho mọi người. Dạ. Được. Dạ được cô ơi. Dạ. Dạ. Cô mấy hộp? Cho cô hỏi hai hộp. Cho em xin hai hộp. Dạ. Cô lấy. Có cho hộp không vậy? Em. Hai giờ hộp. Hai cô cha chị hai hộp. Dạ. Có một số anh chị em thì hai hộp có đủ no. Dạ. Nên xin hai hộp. Hai hộp đi em, hai nhiều thì không được. Được anh được mà. Cho chị thứ hai hộp nhé, cho bà kế phải được con. Dạ. Không, mẹ cứ dỡ con cho nhỏ kế gần nhà chị được hộp. Còn cháu xin cái nhà. Xin hai hộp chị. Dạ. Để mình làm phước cho. Dạ. Cô mì nè cô, dùng mì không cô? Dạ mì xào. Xào cơm hả? Dạ không, mì xào quá cô. Cá. Xào tiếu thì ăn, còn mì không ăn. Cái này là bún ta hả con? Hả bún ta vậy. Tiếu. Tiếu từ đây. Dạ cảm ơn. Dạ. Cô một hộp ha. Dạ cảm ơn nha. Dạ. Anh này anh nói là nếu mà còn dư anh chở vòng cho đi nè. Đây, anh nói nếu mà cần thiết anh chở đi từ nhà thì anh cho luôn. Cô chú mấy hộp? Hai hộp. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ con chào chú. Này mình ăn liền thì được. Cô ăn liền thì được chứ mà cô để tới trưa hoặc chiều là nó sẽ bị hôi á, cô bị hư á. Dạ. Tại làm sớm. Này xào. Đấy. Chú có mì chưa? Xào, mì xào. Chú mì nè chú. Xào chú hai hộp cơ. Mì chay đó chị. Mì chay. Xả nè. Ở nhà bốc. Sao Mỹ ơi. Dạ. Chị bao nhiêu hộp? Chị một hộp ha. Dạ mình ăn chị hả? Rồi em gửi nha. Dạ, mình ăn trong buổi sáng giùm con tại vì trưa con sợ nó bị ra mồ hôi nó hư. Mấy người ở đây nè cô. Hai người hả cô? Người vậy cho cô thêm một hộp đó đi gì? Nhưng mà mình ăn cho sớm vậy chẳng. Cô ăn sớm nha để nó ra mồ hôi là nó dễ hư lắm. Tội chứ có gì. Dạ. Hai hộp hả chị? Nó ngon mà nó an toàn nữa em đừng có để nha. Ủa cô này cô sợ quá cô chú. Hả? Cô sợ rồi. Cô không có 6 phần. Bây giờ chưa tính lấy 3 phần. Dạ.
cô để riêng đi để. Nói chung này mà nếu đủ sức khoảng 500 phần mới đủ á xong hả? Đúng rồi, hiện tại thì mới có 200 phần thôi anh à. À tại vì 15 phút là xong rồi. Xin hợp cho nhỏ em được. Dạ, dạ được. Cô, dạ. Dạ con gửi cô. Dạ. Ăn được không cô? Ngon. Ngon hả cô? Cô ăn hai hộp luôn. Ờ. Mà không có mà tôi ăn chừa. Dạ. 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 Chị nó hư ủa dạ. Chị. Chị chưa chút là tôi. Chị đi vậy chứ sao lại hả cô? Ông tôi ăn liền à. Cái này chị chưa ăn. Dạ. Rồi. Cô ăn hai hộp rồi đó, giờ cô lấy thêm một hộp nữa là ba hộp. Ngon lắm. Dạ, em cho em cúng em về nha. Rồi em cũng về. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn cô nha. Cảm ơn nhiều em. Dạ. Thì là mình đi phóng sanh hả trong ha? Dạ đúng rồi, cô mình sẽ, đi cô sẽ tặng cho khoan để cô ghé cô tặng ngay chỗ người quen nè. Người quen cho cô hả? Rồi. Bây giờ con sẽ đi dẹp bàn, đi chả bàn. Dẹp bàn đi dạ. Rồi ra rồi cô cháu mình xuống dưới. Dạ, mình đi xuống dưới mình phóng sanh nữa là không. Dạ. Cô đi xe gắn máy hả? 200 phần mì hủ tiếu tay. Phát tại vì ngay đây là cũng trong vòng 15 phút đã hết rồi chị. À, chung thì phát cũng nhanh. Cái mẹ qua thế ẩu tại bộ đội đổ tràng ở đó thôi. Nãy giờ là xong phát xong 200 phần hộp mì thì bây giờ thì Song Thủy trong thời gian mà chuẩn bị đi phóng sanh thì Song Thủy sẽ chia sẻ về cảnh quan của thành phố Châu Đốc và ngay nay là cũng là trung tâm của chợ thành phố Châu Đốc luôn nha. Hôm nay là ngày thứ bảy chủ nhật á Song Thủy. Chủ nhật nên là khách du lịch khá là đông nha anh Caramel. Và ở đây là khu vực mà để xe là bãi xe du lịch. Có các tỉnh tại thành từ các tỉnh đi về đây để mà viếng bà. Đó, còn ở phía ngoài trước sau lưng của anh Caramel là chợ Châu Đốc. Và ở đây là sẽ là tập trung tất cả các nhiều loại đặc sản. Nhất là mắm nè. Rồi nói chung là hủ mắm thì là đa dạng nhiều loại mắm lắm. Giờ là các cô chú là đi cúng bà xong là sẽ là qua chợ để tham quan chợ. Hoặc là các cô chú ở xa muốn mà đi đến những cái điểm danh thắng khác thì cũng có thể là phía đi phía trong. Đó, bây giờ mình đi vòng vòng nha. Đây là xe bánh bò. Xung quanh chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này các cô bán bông hoa để cúng rất là nhiều luôn. Đúng rồi, cúng mẹ mà cúng bông sen thì là đặc biệt rất là tốt nha. Sen trắng, sen hồng, nhang đèn hoặc là dầu. Đó. Có rất là nhiều cô chú anh chị bán đèn, hoa và dầu. Này ở Sài Gòn mới xuống. Cúng mẹ đi chị ơi, cây 15 ngàn quá chị ơi. Du khách về đây rất là nhiều quý vị. Dạ đúng rồi. Về để cúng Đức Mẹ Quan Thế Âm. Ngay Bồ Đề Đạo Tràng là có Mẹ Quan Thế Âm rất là linh thiêng nha cả nhà. Và khi mà ai mà đi đến Châu Đốc thì chợ Châu Đốc thì là ngay điểm đạo Bồ Đề Đạo Tràng. Và đây là cái cây đa. Cây đa cây bồ đề xuống hết. Cây bồ đề là cây con mà của bên cây bồ đề ở Ấn Độ á. Lúc mà Đức Phật Niết Bàn. Và đây là một cái xe mà bán vé số lưu động của các chú người tàn tật đó. Thì chú sẽ bán dạ con chào chú nha. Thì chú sẽ bán vé số và đi lại trên xe như thế này luôn, ăn uống ngủ nghỉ là trên này luôn, rồi sau đó chiều tối thì mới về nhà. Thì bây giờ thì cô dạ ngon không chú? Ngon ha. Ăn tương hả? Ngon hả? Dạ. Xe của chú cái ông địa ông Hằng Tài phía trước luôn nè. Có Quan Âm nữa. Có mẹ Quan Âm Bồ Tát luôn. Cái nhà này chú giống như là nhà lưu động gì đó. À, chú ở xe mà đi bán rồi mà kia đi chùa này chùa nọ đi rồi chứ. Dạ. Là đâu có nhà thường hả chú? Dạ không. Đi 2 mấy năm rồi, sống được tới Hà Nội luôn. Ôi trời ơi, chú chạy xe này mà đi tới Hà Nội luôn nha cả nhà. Đi ở đâu bán đâu. Dạ. Nếu mà đi ra Hà Nội thì bán vé số của người ngoài Hà Nội. Phải, cái đó đùa thôi. Dạ. Phải vé số của giống cái bệnh đây, có quán lắm. Dạ. Rồi, con chào chú nha. Chúc mẹ nắng cho con. Dạ.
bây giờ là tới giờ mà để mình đi phát cá rồi, thả cá rồi cả nhà ơi, nên là Song Thủy sẽ đi qua bên đây lấy xe nha. Mời cả nhà đi cùng với Song Thủy, đi thôi. Giờ này hiện tại mình với Song Hỷ và cô Nhàn đi đến bến tàu quý vị. Mấy người đó để mình mua cá, cá mà cá bán ở ngoài chợ. Mình thấy con nào còn mạnh thì mình mua để mình thả phóng sanh. Chứ đợt này mình không có mua cá cá giống quý vị, cá giống nó nhỏ sợ nó sống không nổi. Không sao, xong khi đi được mà đi gần mình sẽ đi ra giữa sau mình thả cho nó an toàn. Giờ mình kéo dây cô nhà dây con kéo cho. Được không anh ơi? Vậy con canh sẵn phải không? Dạ con canh sẵn cho cô tôi rồi. Rồi xong cái trang rồi. Con kéo cho. Con kéo cô vô. Anh ơi sao nó nghiêng quá vậy? Tháo dây xong ấy ơi, tháo dây mới kéo ra xong ấy. Không. Đây đây, đây mày. Cái gần đây mình coi dễ, đây đây, đưa dây đây. Cái đồng bắt ở môi trường nước, mình thả môi trường nước nó sẽ dễ sống hơn, sống khỏe lắm. Cái bị dính cục đá. Sao nó nghiêng quá à? Để đi con chị hao nước không sao đâu. Cá đó là cá gì anh? Để bước chân đủ nước chứ. Cá chim, cá he, mè dinh, cá ca, cá dồ, cá bụng. Cá này mất sống đó. Đây có mấy chiếc ghe chở khách vô. Khi bà con nhà ở bên sông thì có thuê những chiếc ghe để chở qua bờ. Sáng cái đi qua sông đi chợ cũng vui. Đi chợ. Mười một ký rưỡi. Mấy ký sao? Mấy ký nữa là 18 ký rưỡi. Có chuẩn bị nước với rộng chưa bị phải không? Vậy là còn 15 ký phải không? Ây da, rồi. Con nào nó cũng u đầu luôn. Ở đây xuống đi. Cô xuống đi coi. Vậy lấy cây căn của nó luôn hả con? Có cây căn này căn mình. Không, lấy của con vợ con. Nó hơi nghiêng thì mình nên ngồi đi ngay giữa xong ấy cho an toàn nha. Sao nào đi ngay với em. Đi dòm ngay sau đi. Rồi. Con nó bắt cạn rồi nè, con lùi nó một cái ba, đi. Ba con lùi lại. Ừ, con lùi đi. Rồi còn ở giữa là an toàn à. Sao đâu? Ba để từ đi em đuổi xuồng ra chứ cái đầu xuống nữa. Thấy gì? Giờ này người ta đánh lưới cũng nhiều. Tôi xong quần lên đi. Em chạy cho cái ngồi yên một chỗ là gì chứ.
thì ngay giữa xong hỉ ngay giữa cô chèo lên trước, bước ngay giữa đi. Liền cô chèo lên đi, con lên bước bước xuồng vỏ đi 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 ngay giữa đó, chị ngồi xuống đó đi ơi. Ngồi yên là nó không sao hết, mình càng lắc mình càng sợ, càng lắc nó sẽ lắc nhiều hơn, nó cứ nghiêng hình nương theo đó ở mình vòng lại nó sẽ nó nghiêng bên nữa. Đẩy xuồng mình xuống nhiêu là nó cắm xuống nhiêu, tại vì cái phong mình nó đục. Con trái gì không cô Tư? Trái đây. Xíu anh trải về. Đây có mấy chú đang chài cá mà. Cá này nó mạnh, phải xuống là nó sẽ lặn xuống sâu, không sao. Thông thường tính thả trong bờ, nhưng mà sông Hỷ nó thôi thả ngoài xa xa ngoài sông đi, cho cá lội dễ hơn. Trong bờ sợ nó tấp cho bờ lại, cái có bị người ta bắt lại quý vị. Giờ anh bán cá, anh chở, cho mượn chiếc ghe chở đi. Bán rồi chở đi luôn. Dạ. Anh bán cá vui tính, anh bán cá xong nhờ anh chở ra, anh cũng chở luôn. Cầu, cầu gì cô? Đầu hai thứ khác làm ăn. Cô Tư xúc thả đi cô Tư. Xong hãy xúc lại đây đi, rồi xúc thả từ từ rồi. Nhưng mà nghiêng không? Không đâu, cứ ngồi bình thường đó. Ngồi đây chị cứ đi đi. Ngay giữa xong hãy. Anh tới cái giờ anh đi, chị này chị anh chở cửa lên rồi xúc đổ. Dỡ cửa lên xong hãy. Dỡ cửa lên. Ừ, dỡ bỏ bên luôn. Có. Ờ chị ngồi bên đi cô Tư, qua bên cô Tư xúc. Cô Tư cá hôm nay thì là cá đủ thứ loại cá luôn cả nhà ơi. Cá mè dinh. Cá he. Đi về. Đi về với sông nha. Đi về mạnh khỏe nha, kiếp sau là con người nha, đừng làm cá nữa nha. Con ơi cái này lật kìa nè con. Dạ. Cô Tư thả đi, nó lợi nó mạnh nè, cô Tư thả đi. Cô Tư thả đi. Đó. Có nhiều con giả bộ xỉu á. Lấy cái cô Tư thấy nó vậy đó. Nó giả bộ hay sao? Đi cầu con nào còn ngáp cô Tư cứ thả đi là nó lợi à. Chạy chùa hết trơn còn mệt quá. Đó. Đi là đỡ đó, mấy ông thầy cũng đi bắt mấy cá ngoài hầm rồi, cũng chạy dữ hơn cái này nữa. Trời ơi, chạy không sao, miễn sống được cô Tư ơi. Nó sống không chân à. Đó, tôi sợ cô Tư thả đi. Con cá thắt lát nữa. Cá nàng hai, thắt lát, cá mè dinh. Cá dảnh, con cá chim. Đi nghe con. Đi xa bơi xa nha. Cá cha. Tiếp sau đừng làm cá nữa. Làm cá bị người ta bắt. Người ta bị bắt, người ta bỏ vô bụng hết. Sống không? Sống. Cô Tư thả đi, cái cậu nó còn thả cái bạn nó còn sống nè. Để xả tất cả rồi. Chắc được cái dù đếm hai con hả cô Tư ha? Ừ. Đếm nhiều lắm. Bữa nay được 18 kg rưỡi anh ha? 18 kg rưỡi ta cá. Cái vợt đó là nửa ký, cái vợt này nửa ký nó mà ba lần khác là 1 kg rưỡi. Ký rưỡi anh trừ với mì đơn như 2 kg. 2 kg là còn 16 rưỡi, 16 rưỡi tính 16 kg. Thì thêm nửa ký nữa. Như trừ ký nước luôn. Cái này mình dở đâu được hết ta? Chị xúc đi, chị xúc lại lóng lóng lên với anh lóng lóng lên chân hơi, chân rộng rộng rồi chị xúc. Rồi.
nghĩ nó dở lắm. Một người dở, một người xúc á, cho nó dễ. Rồi đứa giờ canh gà anh xúc đưa chị. Đây là cô đây giả là nào đó đó, của tớ. Sao không phải xúc sâu chứ không ấy, xúc lên trên mặt sao có cá không ấy? Cá nằm dưới không à, xúc sâu xuống rồi dở lên. Thì em có chuyên nghiệp. À, dạ, tới sát với cái đáy lưới á. À, mạnh tay lên. Đó. À, dạ, chưa vô là thấy ra rồi. Thấy cá giải giật mình. Đó giờ không không có trải nghiệm như vậy. Ừ, ngồi trên bờ. Mà mạnh tay lên mới được. Rồi, đó, đúng rồi. Mạnh quá. Úi. Đó giờ. Con đó nó quy tiên rồi. Sao mà nghiêng quá. Đó. Không. Cái giải lên được không dạ, ta? Dạ luôn đi cô ơi. Cô tôi giải góc nào lên, góc giải góc bằng nhanh nè. Anh giải lên này góc 1 đi cho anh kéo luôn. Phan phan nghiêng nghiêng. Cô tôi hạ đây, cô tôi xuống đây, hạ đầu cô tôi xuống. Đó, anh kéo lên luôn. Đó, vậy đó. Cô tôi sợ nhúng dính nó nghiêng còn. Rồi, hai ai cô cháu thả luôn. Anh cameraman với cô đi. Con ngồi bên đây. Dạ, thả xuống luôn. Đây, bây giờ với thiên nhiên. Anh kêu chừa lại cái lưới cho anh, cái này lại. Ôi ơi, nó coi chừng cái gai. Ồ, có một cá bé tí nữa nè. Ui, cái lăng kìa. Ừ. Thiên nhiên. Cái ẹt 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 luôn. Ý, có con cá kiến nữa nè. Cá lầu kiến. Cá lầu kiến. Ồ, rồi. Còn sớt nữa nè. Còn nhiều lắm. Nó bị dính ngập ra nè. Đây, cô Tư. Con có một tay nè, cô Tư. Con có cá chim nữa kìa. Cái lăn cho xuống để cái ngạnh, có cái ngạnh đó rồi. Còn có chim con nè. Úi trời. Úi trời. Hai con luôn, con nữa. Cá gì vừa ý không cô Tư? Bây giờ yên tâm vô bờ cho xong hả? Yên tâm rồi, hết rung rồi. Anh cái đợi nó đi, anh dạy cho, đợi chân rồi. Cả 100 con không con? Chắc hơn, nghỉ hơn á. Chết tại, cô Tư. Tại con gì? Lớn con bé này. Cái này trung bình 1 ký cỡ 20 con á. Chết. 10 ký là 200 con. Bữa nay có cô đi chung với Song Hỷ. Cô lo từ A tới Z luôn. Cô lo là cái phần mà đặt thợ, đặt cô kia nấu mì xào, chúng ta xào. Rồi cô cũng liên hệ giùm Song Hỷ là cá. Tại vì sáng hôm nay là xong là Song Hỷ sẽ đi di chuyển qua tỉnh khác rồi. Nên là một tháng nữa Song Hỷ mới về. Không biết là sợ lâu quá, sợ cô chờ. Nên là Song Hỷ cũng phải tranh thủ bữa sáng trước khi mà đi. Mình cũng làm xong nhiệm vụ của mình. Đó. Thì giờ mình sẽ trèo vô nha. Đi dạ. Đâu mà có ba mẹ, có mấy cô ha. Thấy ấm áp rồi phải ha. Đúng rồi. Ôi trời, tới nơi. Rồi bây giờ mình đi lên nha. Em cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn nhiều nha. À, thì anh là bán cá vui tính, dễ thương. Được không cô chờ. Anh cho mượn chiếc xuồng luôn. Cái bụng là tiêu luôn á. Sao? Rồi các bạn nhìn ơi.
Nhưng trời mà không biết mấy con cá nó đi được tới đâu ha. Ra sông ra suối được bình an. Kiếp này đừng làm kiếp cá nữa. Kiếp sau nếu mà có đầu hai nên là kiếp người nha cá. Cô Tư ăn sáng chưa cô Tư? Chờ mời cô ăn đi, sáng con mời cô ăn sáng với con nha. Nè, cô đưa con 200 đô nè. Này không biết đi đổi ở đâu nữa. Trời ơi. 200 đô của chùa Hoa Nghiêm. À, gửi cho Song Hỷ là làm dùm, làm Song Hỷ chỉ là cầu nối thôi. Nên là cái phần đó thì Song Hỷ và cô đã ứng trước rồi. Nên là cái này là phải đợi đổi ra nữa. Đợi đổi ra xong rồi mình trả tiền cá. Lên bờ thành công hết, chưa trả tiền cá chưa được về đâu. Thôi giờ con mời cô đi ăn sáng với con nha. Con thấy hình như bên kia không biết bán món gì á. Mà thôi giờ hai cô cháu mình qua bên đó cũng có được cái gì ăn, cái gì ăn. Có bụng cô ăn chay hết tháng rồi. Ôi, nhưng mà lần này cô ăn chay hơn mặn. Qua tháng rồi hết. Vậy hả? À trong khi lên bờ thì mình với Song Hỷ cũng thấy được hai con cá ép đó quý vị. Cá ép cũng hơi to mà nó mạnh, cái mình cũng mua luôn, mình mua mình thả luôn. Này chắc khỏi nhờ ghe của anh, mình tự thả luôn. Nó mạnh đó, nó mới bơi dữ lắm. Rồi, về xong rồi con. Vừa bán tại chỗ mà vừa ship đi nữa. Bán sao kịp, phải mướn thêm người. Giờ ở đây lo con lính nó không biết gì chỗ. Dạ. Xong cho khách đi làm rồi hãy làm cho Song Hỷ chứ người. Ở đây chị làm một cái cây nóc đó, nên mình tự cho mình nha. Ở đây chị sử dụng là bếp chị nè, rồi cây nóc nè. Nói chung là quán chị là có từ rất là lâu rồi. Ở bé ba. Ở đây thì chỉ có bán là phở nè, mì phở nè, hoặc là tái, lưỡi nạm, găng gầu, bò viên, hủ tiếu, mì nếm. Rồi có súp bò đem về nữa, ai mà gia đình mà ai mà muốn ăn cơm á, mình mua súp bò này về mình ăn cơm cũng ngon. Cái này là gầu. Đây là nạm hả? Mà cái này là chị bán là buổi sáng với buổi chiều hả chị? Buổi trưa nghỉ ngơi ha. Chưa nghỉ bữa trưa để nghỉ ngơi chuẩn bị rồi chiều mới bán tiếp, chứ mà bán nguyên ngày mệt lắm. Chị là vừa đứng bếp mà vừa đi ship luôn nên là cũng hơi cực. Cô chờ gì cô chờ à, đưa hai cặp cho các anh đó nữa. Rồi. Cô cho con hai ly trà tắc luôn nha cô. Này phở nè, chút xíu mình mua bánh bông lan đem theo xe mình ăn. Có bánh bông lan nè. À, bữa nay dẫn bà cô mới đi ăn. Cô mới hẩm gài bá hạt phở, bữa nay dẫn đi phở đâu có biết canh giờ. Vậy cho em một tô phở hạp cẩm với một tô mì hạp cẩm. Mì gói. Cái này hồi lấy cái gầu á, gầu nó béo béo á, nó ngon lắm. Nãy thật nhiều lắm, chiều quá thì có xíu quá ta không tỉ nữa. Dạ. Để hôm nào chiều á mình qua đây mình quay là nhiều đồ ăn. Có xương ống này kia các thứ. Đúng rồi. Đây là
Giờ này buổi sáng thì bán mấy cái đồ nạc này kia thì hết, sắp hết. Cái gần bánh không hả? Dạ, một tô mì hợp cẩm với một tô phở hợp cẩm. Rồi, đi chị Ba làm cho. Rồi, okay. Chị Ba làm nha, em đi vô trong nha. Để quên để nạp thường nha. Anh trai ăn gì anh trai? Nãy là hai cô cháu là đi xong nhiệm vụ rồi, bây giờ sẽ nghỉ mời cô đi ăn phở để lấy lại năng lượng tích cực. Thì hôm nay thì Song Hỷ gọi ra tô mì và tô phở. Cô thì ăn gì? Tái cô ăn gân với lại lưỡi. Gân với lưỡi. Dạ. Đây là con phở nha, còn Song Hỷ thì ăn đặc biệt, nãy gọi cô đặc biệt nhưng mà cô sở thích, cô thích ăn gân với lưỡi. Nên là cô gọi phần đó, còn Song Hỷ là ăn mì gói nha. Mì gói bò. Ở đây thì có đầy đủ thịt nè, tái nè, gân nè, rồi bò viên nè, đó, nhiều đồ ăn lắm, rồi lưỡi cũng có luôn. Rồi Hiêm ăn với tương nha, ở trong Nam thì ăn là tương ngọt với sa tế, rồi rau ăn kèm là giá, rồi rau để ăn phở, đó, đầy đủ hết trơn. Húng lưỡi, ngò gai, quế, ngò gai, húng lưỡi.
như gò ôm, như thêm một ly trà đường. Đó, hai cô cháu là làm xương xương hai tô cho lấy lại năng lượng sáng giờ chưa ăn sáng. Mời cả nhà ăn sáng nha. Quán này thì cũng là quán quen của Song Thủy. Từ lúc nhỏ nhỏ, lúc 5-6 tuổi là Song Thủy đã ăn ở quán này rồi. Dạ. Cái hương vị nước súp đậm đà như hồi xưa không thay đổi, mùi vị cũng không thay đổi. Đây cả cháu ơi, bà số 2. Dạ, nghe em. Đó, mời cả nhà nha. Mì, lâu lâu ăn gỏi ăn mì cho nên lạ. Cô cảm ơn cô nha. Đây là ớt nè. Ớt chi chanh. Ớt này là cay lắm. Dạ, ăn là cay dữ dằn luôn. Nếu mai biết ăn là nó sẽ thơm và nó giòn. Quán này hồi xưa lúc mới mở là một tô có 5 ngàn thôi nhỉ. Bán rồi ba rưỡi. Hồi lúc nhỏ nhỏ là thường đi ăn 98 là 3.500. Giờ hiện tại là một tô đặc 40.000. Nhưng mà tô đặc biệt của Thông Thủy là 50. Đây đặc biệt 50, tôi tưởng 40. Còn mới ra bán là có 3.500 à. Thời gian qua thời gian thì phải tăng giá cô à. Mà rất đặc biệt là cô chú bán cái này là ăn chay trường quý vị. Ăn chay trường nhưng mà vẫn nấu phở. Thì nêm theo công thức thôi. Nêm theo công thức, như mà cô là ăn chay trường. Ở đây rất đặc biệt lắm. Đây là lưỡi nè nha. Thường mới sạch tới vô. Cô là phải có đầy đủ. Mời rau đầy đủ là hấp dẫn quý vị. Đó. Xong nghĩ ớt ăn rau. Chị ăn rau. Cô ăn rau giá ớt nè, tô phở và rau giá ớt đầy đủ thì nó ngon. Chanh thì miếng chanh nặng như chua chua nữa. Nhưng mà lưỡi ngon quá à. Thì mà review về cái tô này mới là hấp dẫn như quý vị. Tôi không phải hấp dẫn. Tôi không phải ăn giá mà, ăn rau những khi làm biếng ăn rau. Cũng biết ăn nhưng mà làm biếng. Hôm nay con có quệ. Dạ. Ờ phở các con rồi con. Quanh đứa nào? Cháu nội ông, cháu nội của con nữa. Quanh rồi. Quanh là chắc anh chị hai, anh hai, chị hai. Chị hai. Dạ chị hai. Con này là đứa mẹ. Nó canh đó là cô có lợi con này em nuôi đẻ đó. Thằng này đẻ. Đẻ chắc mấy 2 tháng. Giờ là thằng này á hả? Dạ. Dạ cô chị hai hả? Ờ chị hai. Nó bỏ ở đây nha, đỡ đi Dạ chị hai đi lấy chồng hả? Lấy chồng ở Long Xuyên à. Dạ. Về với quê chồng ở nha. Dạ, chị có nhà ở dưới á. Dạ. Cô ăn tại cô Dũng, Ký, rồi thằng gì đó này khỏe hết hả? Dạ khỏe, cậu con. Ờ cậu. Dạ. Rồi đó con nhỏ xíu à? Dạ đúng rồi. Bà chứ à, bà không có biết. Dạ cảm ơn cô. Cô nói là cô biết Song Thủy là từ lúc nhỏ xíu xíu. Còn ở chưa ở chặt tắm mưa biết luôn đó, cậu Bảy cậu Út mà luôn đó xong rồi là cũng thân lắm á. Ăn tự nhiên nha con, ăn thêm gì gọi thêm nha con. Nhưng mà bữa sáng ăn tô này ấm lòng rồi. Bữa sáng mày ăn tô ấm cơ thể. Hiện tại Song Thủy đang bị ngạt mũi mà ăn vô là nó đã rỡ lại. Tô này thì ấm lòng nhưng mà sáng bệnh tả cá thì rất là nhẹ lòng. Dạ. Cô Tư nói sáng thả cá thì nhẹ lòng. Xong mình ăn tô phở rồi thì ấm lòng. Ấm lòng. Cô con hả? Dạ. Cô con hả? Dạ, cô con. Cô thường lên đây ăn không cô? Ít cái mặt con. Lại ngược hướng, nhà cô dưới này còn nhà thường thường cũng ăn gần sớm cho nó gọn. Ít từ xa.
Mấy bữa mà con ở nhà con cũng gọi đồ ăn em gọi. Ủa mày miếng đi. Ở miền Tây thường ở cái xóm nào cũng có một cái quán nhỏ nhỏ nữa. Mì hồi sáng thì bà con cứ tập trung nó ăn cũng vui. Mà cái quán đó thì thường đổi món chứ không có bán một món nha. Đổi món mà không bị ngán không? Ừ, đúng rồi. Cũng biết. Nếu một quán chóc nhỏ như một quán 3-4 món, một ngày món khác nhau để cho bà con ăn không bị ngán. Nhưng mà ngon lắm. Ở đây tái nạm này kia mềm. Để giờ xong hỉ ăn. Xong hỉ ăn mà thử quên giới thiệu luôn. Đói bụng. Bán là hết sớm nên là bao tử làm việc sớm nên là về. Tái. Tương này xào lên nó thơm lắm. Ngọt ngọt mặn mặn. Vừa thú vị khi mà ăn phở. Dạ, sa tế cô làm nhà, chị nhà. Ở miền Tây nói chung chứ ở Châu Đốc nói riêng là thường thường ăn phở không có nước chấm. Ở ngoài Bắc thì... Ăn nước mắm cái gì á. Nhưng không có chấm luôn. Ừ. Em là phải có trái nước mắm khi mà đi ra ngoài đó. Em ăn trái nước mắm chấm với ớt rồi kia. Cho nó quen. Rồi khi mình ăn trong này quen rồi á. Hoặc là có tương thì hỏi bà con ở đó sẽ đổ vô luôn. Đổ vô tô luôn chứ không chấm như mình. Đúng rồi. Nhưng mà tương này ngon lắm. Tương này xào lên thơm lắm. Cái hạt mà tương nguyên hạt á, xay ra. Tương hộp có gì? Tương hộp. Xay ra gọi là tương này nành. Là tương đậu nành. Thơm lắm. Giống giống như tương bần vậy đó, nhưng mà không phải là tương bần. Bò dưa. Ăn là mình chấm cái gì nè, nó không có bị mặn. Tương nó vừa ăn. Phở trong mình là có quế khâu nè, có thảo quả nè. Nhưng mà cái bông mai gì hết cô Tư, cái bông mai kia tên gì cô nè. Hồi, đại hồi. À, thường là có ba gia vị để nấu phở là thảo quả, quế khâu và đại hồi. Chỉ là tôi phở thêm vị. Nên là nó sẽ có đặc trưng, có mùi phở của miền Tây không? Miền Tây mình ăn bằng xương, biết xương bò. Xương ống á. Phải mà chiều lại là cái xương ống mà to gì nè. Mình lấy cái ống hút, mình đâm, mình hút ra, béo lắm. Nhưng mà Châu Đốc An Giang là một vùng rất nổi tiếng về bò, rất là ngon. Bò bảy núi. Hồi xưa là bò Nam Giang về có tên là rất là ngon. Mình đồng lúa đất mình về bò. Mà mấy con bò mấy con cháu này nó ú nù à. Nó được đồ ăn nhiều á, cỏ nhiều á, cây cỏ nhiều á, nó ăn con nào con nấy ú nù à. Nhưng mà ngon quá. Chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Ngon cô Tư. Con thấy con không? Ai nói kêu rồi phải không? Thì Song Hỷ cũng cảm ơn cô Nguyệt là cũng là cầu nối cho Song Hỷ có thể làm gieo duyên cùng với tất cả các bà con tại thành phố Châu Đốc những cái món ăn, những thập mì rồi hạ cá phóng xanh. Thì Song Hỷ cũng cảm ơn cô Nguyệt làm cầu nối cho chùa Hoa Nghiêm hết cô ha. Và cũng là cảm ơn cô Nhẹ vì đã hỗ trợ Song Hỷ suốt từ sáng, từ hôm qua tới bữa nay làm chuẩn bị các khâu đồ ăn, đồ uống này kia. Rồi thả cá liên hệ, nên nói chung là Song Hỷ là chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà cô Nhàn là một người là góp rất là nhiều. Con cũng rất là quý và cảm ơn cô Nhàn rất là nhiều luôn vì đã hỗ trợ cho con. Cô cảm ơn con. Nhờ có tụi con mà cô cũng đã làm tốt cái công việc này. Dạ. Nhưng hai cô cháu mình thống nhất là mình sẽ không dặn cá trước. Dạ. Làm ra 4 giờ khuya là cô đã thức dậy, cô nói chừa con cá mạnh khỏe để cho cô phóng sanh. Dạ. Thì hai cháu nó cũng biết, nó cũng chừa. Cá đó thì nó là cũng là loại cá mà người ta kéo á, nên là nó có sức khỏe nó rất là tốt. Nên là khi mình thả xuống thì nó sẽ không có bị vấn đề gì hết. Mà cá này cũng là cá sông.
triệu là bán này nè. Dạ. Rồi, ok chị. Đó, giá kiều của chị đó. Dạ. Thì qua đây thì Song Thủy cũng muốn là giới thiệu quán phở bò bé ba của chị. Đó, đây, chị có rất là nhiều loại nha. Xí quách nè, lẩu xí quách nè. Đó. Nha. Nhìn hấp dẫn ha. Và rồi bây giờ thì Song Thủy sẽ chia sẻ địa chỉ của chị ở đây. Dạ. Địa chỉ của chị là nằm 320 đường Hữu Khoa Huân, thành phố Châu Đốc, Châu Phú B. Và chị bán là buổi sáng, đến trưa thì chị nghỉ ngơi, chiều thì chị bán tiếp. Thì phở của chị ở đây là quán là phở bé ba. Mọi người nhớ là số nhà là 320 nha. Đọc lại địa chỉ, số điện thoại, xong rồi, số điện thoại hả? Số địa chỉ điện... số điện thoại xong rồi. Đọc lại một lần nữa. Em Song Thủy giới thiệu số điện thoại là số nhà là 320 đường Hữu Khoa Huân, vườn Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Phở, quán phở bé ba. À, và chị ơi, mình có ở đây mình có số điện thoại không? Có đó, số điện thoại của chị hả? Số điện thoại của quán là 0943 490787 787. Và một cái số kế tiếp là 0296 386 5538. Nếu mà ai mà có hỏi địa chỉ thì có thể là điện hai số này trực tiếp cho chị, hoặc là ai mà ở nhà ở Châu Đốc mà muốn ăn phở mà giao tới nhà cũng liên hệ cho chị hai số này nha. Còn bây giờ thì Song Thủy cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn đồng hành cùng với Song Thủy, yêu thương Song Thủy và đóng góp cho Song Thủy để Song Thủy phát triển hơn và tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.